77. Phẩm Bồ Tát Thường Đề. Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật. Bạch Thế Tôn, làm thế nào dạy bảo trao truyền cho Bồ Tát sơ nghiệp, khiến họ tin hiểu các pháp tự tánh rốt ráo đều không? Phật dạy, này thiện hiện, đâu phải tất cả pháp trước có sau không, nhưng tất cả pháp chẳng phải có, chẳng phải không, không có tự tánh, không có tha tánh, trước đã chẳng phải có, sau cũng chẳng không, tự tánh thường không, không gì sợ hãi, nên dạy bảo trao truyền Bồ Tát sơ nghiệp như thế, khiến họ tin hiểu tự tánh các pháp rốt ráo đều không. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn cầu Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì nên như Đại Bồ Tát Thường Đề cầu. Đại Bồ Tát ấy, nay ở tại chỗ Phật Đại Vân Lôi Âm tu hành phạm hạnh. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát Thường Đề cầu Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế nào? Phật dạy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát Thường Đề khi xưa cầu Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng tiếc thân mạng, không màng của báu, chẳng cần danh dự, chẳng mong cung kính mà cầu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bồ Tát ấy thường ưa ở nơi thanh vắng, bỗng nhiên nghe trong hư không có tiếng. Này thiện nam tử, ngươi nên đi về hướng đông, thì quyết định được nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Khi đi, ngươi chớ nạ mệt mỏi, chớ lo ngủ nghỉ, chỉ nghĩ ăn uống, chớ tưởng